Mazraoui sẽ gia nhập Man United và biến Quỷ Đỏ trở nên cực kỳ đáng sợ ở hành lang cánh phải. Công tốt thủ cũng hay, đây chính xác là những gì mà đội chủ sân Old Trafford đang cần ở một hậu vệ biên ngay lúc này. Theo những nguồn tin gần đây cho biết, Manchester United đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Nuzhai Mazraoui từ câu lạc bộ Bayern Munich. Erik ten Hag được giao nhiệm vụ biến đội hình hiện tại ở Quỷ Đỏ trở thành ứng cử viên vô địch sau chiến dịch Premier League đáng thất vọng mùa giải trước. Mặc dù đã vô địch FA Cup dưới thời huấn luyện viên người Hà Lan, phong độ của Red Devils tại giải đấu Premier League chỉ giúp họ giành được vị trí thứ 8. Những người đồng sở hữu mới là tập đoàn Ineos và Sir Jim Ratcliffe đã quyết định tin tưởng và trao cơ hội cho ten Hag thêm một lần nữa, mặc dù có nhiều báo cáo cho rằng họ muốn có sự thay đổi về người chỉ đạo. Thay vào đó, huấn luyện viên 54 tuổi đã ký hợp đồng mới với câu lạc bộ cho đến năm 2026, chấm dứt mọi nghi ngờ về tương lai của ông tại Old Trafford. Những báo cáo trong vài giờ đã qua cho thấy Manchester United đã đạt được thỏa thuận miệng với Bayern Munich trong thương vụ Mazraoui. Phút Mercato tuyên bố rằng đã có một cuộc nói chuyện giữa hai câu lạc bộ và nó diễn ra cực kỳ suôn sẻ khi đã được những thỏa thuận chung. Các điều khoản cá nhân với Mazraoui sẽ không phải là vấn đề vì hậu vệ người Maroc đã đồng ý cập bến Manchester United. Các báo cáo ở Đức đầu tuần này cho biết Mazraoui, người trước đây được trang web chính thức của Ajax mô tả là đẳng cấp thế giới, đã gần như chuyển đến West Ham nhưng không đạt được thỏa thuận cá nhân với The Hammers vì anh chỉ muốn chuyển đến câu lạc bộ thành Manchester. Phút Mercato cũng nói thêm mọi chuyện bây giờ sẽ phụ thuộc vào West Ham khi đội bóng phía Tây London cần phải đồng ý các điều khoản cá nhân với Aaron Wan-Bissaka và chiêu mộ cựu cầu thủ Crystal Palace để Manchester United có thể mở ra khoảng trống và đón Mazraoui về với Old Trafford. Cầu thủ 26 tuổi này còn 12 tháng trong hợp đồng của mình tại Manchester United sau khi chuyển đến Old Trafford vào năm 2019. Theo Sky Sports, West Ham đang đàm phán với Quỷ Đỏ về một thương vụ tiềm năng sau khi họ được cho là đã bị Mazraoui từ chối. Wan-Bissaka cũng rất muốn rời Manchester United ngay lúc này. Anh đang háo hức trong việc đánh giá các lựa chọn của câu lạc bộ của mình và búa tạ đã nổi lên như những ứng cử viên hàng đầu trong việc sở hữu chữ ký của anh. Tuy nhiên, cái khó trong thương vụ này chính là nằm ở mức giá chuyển nhượng. Được biết, West Ham muốn đàm phán mức giá thấp hơn rất nhiều so với những gì mà Man United yêu cầu cho cầu thủ này. Nhiều nguồn tin cho rằng Man United yêu cầu mức phí tối thiểu 15 triệu bảng cho Wan-Bissaka. Đây vẫn là khoản lỗ đáng kể so với số tiền 50 triệu bảng mà họ đã trả để ký hợp đồng với anh từ Crystal Palace cách đây 5 năm. Con số này khiến West Ham dường như cảm thấy không hài lòng. Họ đang ép giá Man United xuống thấp nhất có thể. Nếu như là trước đây thì câu chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng với những ông chủ hiện tại thì sẽ khó lòng để West Ham có thể ép giá Man United sâu đến như vậy. Đó là còn chưa kể, có khá nhiều câu lạc bộ khác ở ngoại hạng Anh muốn có được sự phục vụ của cầu thủ 26 tuổi. Khả năng tấn công của Wan-Bissaka có thể không tốt, nhưng nếu xét riêng về khoản phòng ngự thì anh chẳng thể thua ai nếu so với mặt bằng chung các hậu vệ cánh phải ở ngoại hạng Anh cả. Nhưng cũng chính vì việc không hỗ trợ tấn công tốt là lý do mà Man United muốn bán anh đi để dọn đường đón Mazraoui đến với nhà hát của những giấc mơ. Thực tế thì West Ham mới là đội bóng tiếp cận cầu thủ người Maroc trước, nhưng sự trì trệ và mức giá của họ khiến ban lãnh đạo Bayern Munich cảm thấy không hài lòng khi chỉ sẵn sàng trả 15 triệu euro. Nắm được tình hình, Man United ập vào và đạt thỏa thuận với Hùng Xám với mức giá 25 triệu euro bao gồm các khoản phụ phí, tùy thuộc vào thành tích trong tương lai. Cộng thêm với việc Mazraoui ưu tiên đến Man United hơn để được thi đấu tại Cúp Châu Âu. Thế nên mọi chi tiết cuối cùng cũng đã được thông qua và chỉ cần đợi tín hiệu tốt từ vụ bán Wan-Bissaka là Man United sẽ có được điều mình muốn. Thêm một chi tiết nữa trong thương vụ này là Mazraoui cũng muốn được làm việc với huấn luyện viên Erik ten Hag thêm một lần nữa. Trong quá khứ, hai thầy trò từng có khoảng thời gian 4 năm tại Ajax. Chính ông thầy người Hà Lan đã biến Mazraoui trở thành một trong những hậu vệ cánh phải xuất sắc nhất châu Âu thời điểm năm 2022. Cái ngày mà ten Hag rời Ajax thì Mazraoui cũng chuyển đến Bayern Munich. Trong 2 năm qua anh thi đấu không hề tệ dưới màu áo của Hùng Xám, nhưng các chấn thương đã ngăn cản anh có thể vươn mình trong sự nghiệp. Mùa giải 2023-2024 anh ra sân tổng cộng 29 trận trên mọi đấu trường, đóng góp 4 đường kiến tạo, còn ở mùa trước đó thậm chí số trận còn ít hơn với 26 trận, đóng góp 1 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Việc Quỷ Đỏ chấp nhận chi ra số tiền có thể lên đến 25 triệu euro để mang về một cầu thủ phải nằm giường bệnh 157 ngày chỉ trong vòng 2 năm qua thực sự là một canh bạc mạo hiểm. Cái chấn thương mà Mazraoui gặp phải đa phần là thuộc về các nhóm cơ. Nếu có thể kiểm soát tốt được tình trạng này thì khả năng đóng góp của anh cho Quỷ Đỏ là chuyện chẳng cần phải bàn cãi. Việc đã từng làm việc dưới trướng của Ten Hag giúp Mazraoui có thể thích nghi tốt hơn trong sơ đồ chiến thuật mà ông đang áp dụng ở Man United. Mazraoui là một hậu vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Anh có tốc độ và khả năng chuyền bóng khá ấn tượng, giúp tăng cường sự đa dạng trong các phương án tấn công của Man United từ hai cánh. Điều mà vốn không hoặc ít khi được thấy từ Wan-Bissaka.
Không chỉ riêng ở vị trí hậu vệ cánh phải, Mazraoui còn là một cầu thủ có thể linh hoạt chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Anh cũng có thể dâng cao và đá như một chân chạy cánh thực thụ, hoặc thậm chí là bó vào trong để đá tiền vệ trung tâm khi cần. Sự xuất hiện của Mazraoui tại nhà hát của những giấc mơ sẽ giúp Ten Hag rất nhiều trong việc tạo ra tính linh hoạt trong chiến thuật của ông. Không chỉ ở tấn công, Mazraoui cũng được biết đến là mẫu hậu vệ phòng ngự tốt nhờ khả năng quan sát và phán đoán tình huống có thể xảy ra. Cầu thủ 26 tuổi có thể biết rõ khi nào cần phải áp sát để tranh cướp bóng, khi nào cần giữ khoảng cách để đối phương không thể tìm ra được những khoảng trống để tấn công. Tuy nhiên, Mazraoui không phải là không có những điểm yếu, ngoại trừ việc hay chấn thương ra thì khả năng dê bóng của cầu thủ người Maroc không được đánh giá quá cao. Anh thường sử dụng tốc độ cũng như sức dướn của bản thân để vượt qua đối thủ trong các tình huống 1-1. Nhưng nếu gặp những đối thủ cũng có sức mạnh thể chất tương tự như Mazraoui thì việc anh bị bắt bài là câu chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Ngoại hạng Anh vốn là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt với mọi cầu thủ, các pha va chạm như trên xảy ra liên tục. Thế nên anh cần phải được training khá kỹ ở khoản thể chất nếu như muốn thắng được trong hầu hết các pha tranh chấp. Ngoài ra, bóng bổng cũng là điểm yếu cố hữu của hậu vệ Ajax. Mặc dù có khả năng phòng ngự tốt, nhưng Mazraoui không nổi bật trong các tình huống không chiến. Những năm tháng đỉnh cao nhất ở Ajax cũng không ghi nhận Mazraoui đóng góp quá nhiều ở khoản tranh chấp trên không. Mùa giải 2021-2022 ghi nhận anh có trung bình 1,8 pha không chiến thành công ở mỗi 90 phút. Con số này, nếu chúng ta nhìn nhận lại thì nó không quá tệ đối với một hậu vệ biên. Nhưng ở Man United rất cần thêm những cầu thủ có thể hỗ trợ không phòng ngự bóng bổng. Thời điểm hiện tại, Harry Maguire là cầu thủ được giao trọng trách chính trong các pha không chiến của Manchester United. Nhưng tần suất ra sân của cựu đội trưởng Quỷ Đỏ ngày càng ít đi bởi lý do chấn thương. Thế nên không chỉ riêng Mazraoui mà các thủ khác của Quỷ Đỏ cũng cần phải cải thiện ở khoản này. Và quan trọng hơn hết là nếu gia nhập Man United, anh sẽ bị trùng với vị trí của Dalot khi sở trường của cả hai đều là hậu vệ cánh phải. Ở mùa giải đã qua, Dalot được xem là cầu thủ thi đấu hay nhất trong đội hình có quá nhiều ca chấn thương và phong độ bất ổn trên sân. Hậu vệ sinh năm 99, những ngày đầu gia nhập Man United bị chỉ trích khá nhiều, nhưng theo năm tháng anh dần cải thiện được những điểm yếu cố hữu và ngày càng trở nên quan trọng với đội chủ sân Old Trafford. Tuy sự xuất hiện của Mazraoui có thể khiến tần suất ra sân của Dalot bị giảm đi tương đối, nhưng đó cũng chính là sự thúc đẩy cạnh tranh cần thiết giữa các thủ với nhau. Trong một môi trường cạnh tranh công bằng thì chỉ có những cầu thủ giỏi nhất thể hiện nổi bật hơn so với người còn lại thì mới được lựa chọn để ra sân. Thế nên các cổ động viên Man United chẳng cần phải quá lo lắng cho vị trí của Dalot và Mazraoui, bởi họ đều sẽ có cơ hội và chứng minh năng lực thật sự của mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, thương vụ chưa mộ Mazraoui thật sự là vụ đầu tư có tiềm năng của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Nó không chỉ gãi vào chỗ ngứa mà Wan-Bissaka đang không làm tốt mà còn kích thích sự cạnh tranh với cầu thủ thường xuyên đá chính như Dalot. Mọi thỏa thuận với Bayern Munich đều đã xong xuôi. Giờ đây chỉ còn đợi tín hiệu từ vụ West Ham mua Wan-Bissaka là Mazraoui sẽ chính thức trở thành người của Manchester United.